đừng lo, chúng tôi sẽ giải quyết cho bạn. Thì cái sản phẩm mà tụi mình đưa đến cho mọi người là những cái tính như thế này. Khi mà các bạn đeo cái kính này á, ánh sáng nó sẽ bị bẻ cong một góc 90 độ. Thì cái kính của tụi mình á, nó bẻ cong ánh sáng như vậy, giống như cái hình bên này. Hoặc là các bạn có thể nằm giống như cái hình bên này. Thì khi mà các bạn sử dụng cái sản phẩm của tụi mình á, các bạn không có cần phải dựa vào tường nữa, mà có thể nằm thẳng xuống giường để mà đọc sách hoặc là sử dụng các thiết bị điện tử của bạn. Nhờ như vậy á, cái bệnh về cột sống của các bạn sẽ được giảm đi rất là nhiều. Rất là nhiều. Khi mà sử dụng cái sản phẩm này á, các bạn sẽ nhìn giống như là, hoặc là như cái clip mình sẽ đưa cho các bạn xem. Thì sau khi mà xem xong cái clip hồi nãy á, các bạn cũng biết cái kính của tụi mình sử dụng để làm cái gì đúng không? Ngoài ra tụi mình còn sản xuất những cái gọng không để các bạn có thể lắp vào kính cận và sử dụng như bình thường nữa. Và tụi mình á, cũng sản xuất những chiếc kính rất là màu sắc để các bạn có thể lựa chọn cái màu sắc theo sở thích của các bạn. Thì đó là sơ lược về nhóm của tụi mình. Nhóm của tụi mình là CIC176. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Bye bye. Các bạn nhớ like video để ủng hộ nhóm tụi mình nha.